Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải từng bước một. Bây giờ mình sẽ đi tìm có bao nhiêu giá trị nguyên của m sao cho phương trình này có bốn nghiệm phân biệt và giá trị của nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 3. Đầu tiên chúng ta sẽ xét phương trình y bằng x mũ 4 trừ cho 2m x bình phương cộng 9. Bây giờ chúng ta đạo hàm cục này lên thì chúng ta sẽ có 4x mũ 3. Cái này sẽ là 2x, 2 nhân 2 là 4. Cái này là hằng số, chúng ta sẽ có số 0. Chúng ta cho y phẩy bằng 0 thì chứng tỏ cục này sẽ bằng 0. Như vậy chúng ta đẩy 4x ra bên ngoài thì chúng ta sẽ có là x bình trừ m bằng 0. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có x bằng 0 và x bình trừ m bằng 0. Bây giờ chúng ta đẩy cục này sang bên đây thì chúng ta sẽ có x bình bằng m. Nếu như m đây là số 0 thì chúng ta sẽ không có giá trị ở đây, nghĩa là chúng ta chỉ có một cực trị. Thì trong trường hợp nếu mà có một cực trị thì cái đồ thị nó sẽ ra như thế này. Tại vì ở đây hệ số là số 1 là dương, như vậy bên trái lẫn bên phải đều lên cộng vô cực hết. Như vậy giá trị nhỏ nhất là tại vị trí này. Khi cho x bằng 0 thì chúng ta bỏ số 0 vào đây, chúng ta sẽ có số 9. Như vậy tại vị trí này sẽ là số 9. Như vậy dựa vào cái hình chúng ta thấy nó sẽ không bao giờ có nghiệm ở vị trí này. Như vậy trong trường hợp này m phải lớn hơn 0 thì chúng ta mới tạo được cực trị. Sau khi chúng ta tạo cực trị thì chúng ta có 4 điểm phân biệt như thế này. Chúng ta không chọn m bằng 0 thì nếu như m bằng 0 thì nó lại bị trùng x bằng 0. Như vậy chúng ta chỉ có trường hợp m lớn hơn 0. Sau khi chúng ta có m lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ bỏ cái x bình bằng m này nè vào cái phương trình này thì chúng ta sẽ ra được là bỏ m vào đây thì chúng ta sẽ có 9 trừ cho m bình phương. Trong trường hợp này chúng ta sẽ có hai nghiệm của x. Như vậy cái hình nó sẽ ra như thế này, mình vẽ đại khái thôi nha. Cái này là vị trí trừ căn m. Cái này là vị trí cộng căn m. Đây vị trí số 0. Chúng ta có số 9. Vị trí này là 9 trừ m bình phương, 9 trừ m bình phương. Bây giờ dựa vào hình chúng ta thấy số 9 là lớn hơn 0. Như vậy dựa vào đây chúng ta phải thấy rằng 9 trừ m bình phương phải nhỏ hơn 0. Nếu mà 9 trừ m bình phương mà lớn hơn 0 thì nó ra cái hình như thế này. Thì lúc đó nó không có 4 nghiệm phân biệt tại vị trí y bằng 0. Như vậy 9 trừ m bình phương phải nhỏ hơn 0 thì cái đường ở đây nó sẽ nằm ở dưới. Và chúng ta đẩy m bình phương sang bên phải. Như vậy chúng ta sẽ có m lớn hơn 3 và m nhỏ hơn trừ 3. Nhưng mà chúng ta đã đặt điều kiện m phải lớn hơn 0 thì chứng tỏ chúng ta loại cái cục này đi. Vậy chúng ta còn m lớn hơn 3. Bây giờ chúng ta chọn m bằng 4. Chúng ta thế vào cái phương trình này để chúng ta bấm máy tính thì chúng ta có đây là trừ 8 x bình phương cộng 9. Thì nếu chúng ta bấm ra thì chúng ta sẽ có 4 nghiệm. Cộng trừ căn bậc 2 của 4 cộng căn 7.
và chúng ta có cộng trừ căn bậc 2 của 4 trừ căn 7. Thì chúng ta thấy cái cục này nó thỏa mãn, tại vì các 4 nghiệm đều nhỏ hơn số 3. Bây giờ chúng ta cho m bằng 5. Thì chúng ta sẽ có x mũ 4 trừ 10x bình phương cộng 9. Bây giờ chúng ta bấm máy cục này ra. Chúng ta sẽ có x cộng trừ 1 và x bằng cộng trừ số 3. Bây giờ nếu chúng ta chọn m bằng 6 thì chúng ta sẽ có một cái nghiệm lớn hơn 3. Như vậy trong trường hợp này không thỏa mãn. Như vậy chúng ta chỉ có số 4 và số 5. Chọn là câu D. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.